Mình quê mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mình quê ra đồng quê nó cài nữa, gặp được con MF đang sới cả lúa luôn á, này cả khô. Hết chưa? Xong chưa? Còn đám này nữa hả? Còn đó hả? Mới đi hả? Mới làm hả? Mới chạy hả? Mới chạy hả? Chạy sáng giờ rồi. Thấy không? Cái này sạc khô luôn hả? À. Rồi. Đi sập giống á, sập xong bắt đầu vừa sập xong xe sới lên này.
F185 đang xáy rượu xả khô. Chạy bộ 31 bay cũng thử bụi đá luôn. Con đường nó xong, cái này là xới xả khô chứ không có làm gì hết. Rải giống xong cái xới luôn. Đó ha. Dòng nữa hết rồi. Người quay dừng clip ở đây nha. Người quay cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn xem. Chúc cô chú anh chị các bạn vui vẻ. Bye bye, tạm biệt.